ai mà muốn một chai giấy được, bỏ giấy chai luôn. Đó. Đó bây giờ có cục tính á. Thì có đàn bà không chịu có nào không chị? Phải ông muốn chai nhanh hết luôn, người ta xong rồi chơi lợi. Cái gì mà nút cái thổi thì mình làm nhiều hơn. Đúng. Cái gì mà thổi, ai mà thổi được chất nhất là thắng. Thắng thì có được. Thua là không được. Ai mà nhai cái cục gôm này thổi cái bong bóng ra đầu tiên nhất là thắng. Rồi. Cái người thắng á là được thưởng. Thưởng cái gì? Thưởng cuối cùng là được hả? Tự. Cái đó là cho cái thưởng. Thưởng cục lớn là thưởng. Rồi lấy cục khác, lấy cục khác, lấy cục khác. Cái nón. Người nào sau cùng nhất là thua, thua là bị phạt. Còn mấy người giữa là tối nay không có bò. Không đi, đâu ngươi đừng đâu. Có bò. Đừng đau, sao lại không được thưởng. Rồi bây giờ bà con mình cùng nhau đếm 1 2 3 để bắt đầu ha. Đếm 1 2 3 không, đếm 1 2 3 đầu bằng mấy. Nhóm đếm thôi, người ta cầm tay người ta. Đếm cùng nhau đếm mà 1. 1. 2. Phải dùng cái miệng. Ok. Nếu để không được rời khỏi cái bàn. Hay là có nón bây giờ muốn tháo xuống là tháo vậy. Sao nhưng mà khi mình làm. Rồi đụng coi nó chứng nhai xong nhai phải không? Nhai xong nhai. Nhai mà phun mới được thôi. Miễn sao phun mà được thôi. Mau đi. Nó quấn á. Nó là nhai rồi phun ra, phun giấy xong thổi bong bóng. Thổi bong bóng ra. Thổi ra. Nhai. Lượn lượn lượn. Ai nè. Có gì mua tháo hay giờ tháo nha, mà không có cơ hội tháo đó. Dẹp bắp dẹp tay. Rồi giờ đếm 1 2 3 nha, bắt đầu đi. Bà con đếm về 1. 2. Ô đâu được đấy. 2. Ôi đâu được lại đâu được đếm. À. Ô đi đếm. Rồi bắt đầu cùng nhau đếm lúc đi. Trời một người đếm được chưa ba? Cái gì mai mới cho xong đó. Rồi, bây giờ 1 2. Phải. Chưa. Đây, giảm tập quá cái gì nha. Nó thêm phần hấp dẫn. Không sợ. Mày chết.
Rồi. Đây 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 đây. Trời ơi, không bệnh. Đó đó đó. Rồi, ok. Thêm miếng này, thêm miếng này. Không, bây giờ mình, trước khi bắt đầu giờ cho xin cho một bôi hình mấy người thích xinh này.